Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Bạn nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha các bạn, để cập nhật được những video về làm vườn ha. Thì kênh của mình là chia sẻ về trồng bầu nè, trồng bí nè, trồng dưa leo nè. Tết thì mình sẽ trồng về hoa Tết và mình chia sẻ về cái kỹ thuật bên mảng đó ha. Thì như tiêu đề ngày hôm nay thì mình sẽ nói cho các bạn biết về cái nguyên nhân mà dưa leo của mình mà nó bị đắng. Thì nó sẽ có hai cái nguyên nhân nha các bạn ha. Một là mình chọn giống, hai nữa là chúng ta trồng vào những cái thời tiết mà nó không có thích hợp nha mọi người. Mình sẽ nói về cái vấn đề là chọn giống trước nè. Thì ở trên thị trường nó có rất là nhiều giống nha các bạn ha. Một là cái giống dưa leo thường của mình, ví dụ như là giống là Sen Hồng ha, rồi giống Trang Nông nè, rồi giống của Phương Nông nè, rồi Hưng Nông nè. Hoặc nữa là chúng ta sẽ chọn những cái giống là siêu bóng trái nha các bạn ha. Thì ở trên thị trường các bạn, những cái giống mà thường như mình mới nói các bạn thì nó sẽ bị ảnh hưởng là nó bị đắng nha các bạn ha, nhưng mà nó chỉ có là một số giống thôi. Còn cái vấn đề mà về thời tiết các bạn, mà các bạn trồng á, mà thời tiết nó không thích hợp, ví dụ như các bạn trồng vào những cái tháng nắng đi, cái dưa leo của mình các bạn mà nó rất là tốt luôn, nhưng mà đặc biệt ở đây là chúng ta bị thiếu nước. Nếu như là thiếu nước các bạn thì dưa leo của mình là nó sẽ bị đắng nha các bạn ha. Đối với một số giống nha các bạn ha, ở đây thì mình sẽ không có tiện mình nói cái tên công ty đó ra, tại vì các bạn khi mà mình nói ra các bạn thì nó sẽ ảnh hưởng tới công ty người ta, có thể là người ta kiện mình luôn nha mọi người ha. Nói chung là vậy á, mình chỉ chia sẻ cho mọi người ha. Nhưng mà thông thường á thì mình nên chọn những cái giống như là Sen Hồng hoặc là Việt Nam 1 nha các bạn ha. Các bạn trồng nó rất là ok luôn, nói chung là nó sẽ không có bị đắng ha, dù thời tiết mà mình có nắng nóng nữa thì nó cũng không có ảnh hưởng gì. Thì đó là cái nguyên nhân là cái dưa leo của mình bị đắng. Và cái nguyên nhân thứ hai nữa nè, khi mà các bạn mà trồng mà gần những cái đám mà khổ qua các bạn, mà khi mà những cái ong bướm á mà nó ở gần á thì nó thụ phấn chéo các bạn, thì nó cũng bị ảnh hưởng là đắng ha. Nhưng mà thông thường cái tình trạng đó thì nó cũng ít thôi nha mọi người ha. Mình chọn những cái giống như là Sen Hồng 123 hay gì đó, hoặc là 789 này nọ các bạn, thì các bạn trồng đi thì nó cũng sẽ không có ảnh hưởng nhiều đâu nha mọi người ha. Có thể là một hai trái hay gì đó thôi. Khi mà chúng ta trồng dưa leo mà hàng lái mà nó biết cái đám dưa leo của mình mà nó bị đắng các bạn, là nó sẽ ép giá, thậm chí là nó không mua luôn nha mọi người ha. Trừ khi là cái thời điểm đó là cái dưa leo nó mắc thì nó mới mua nha các bạn. Chứ mà trồng dưa leo mà để mà nó phát hiện là dưa leo của mình bị đắng là thua rồi đó. Còn cái dưa leo mà nó bị cong các bạn, thì ở đây mình xin chia sẻ luôn nè, thì nó do là nó thiếu cái thằng canxi bo nha mọi người nha. Thì các bạn có thể là cộng thêm thằng canxi bo khi mà chúng ta bón thúc cho nó trong cái giai đoạn mà nó bắt đầu mà nó ra trái nha các bạn ha. Trồng dưa leo này thì thông thường là khoảng đâu là 30 đến 32 ngày là mình thu hoạch rồi đúng không? Thì cái lối khoảng đâu là 25 ngày tuổi các bạn là nó ra bông, thì chúng ta có thể là bón cái thằng canxi bo để cho cái dưa leo của mình là nó không có bị cong ha. Thì ở đây thì mình chia sẻ những cái kinh nghiệm của riêng mình, và mình cũng không muốn cái lời chia sẻ của mình nó ảnh hưởng đến cái vườn của các bạn nữa. Thì các bạn là nên xem nhiều kênh để rút ra kinh nghiệm cho mình ha. Ở đây thì mình xin chia sẻ cái video nó chỉ có là 2-3 phút vậy thôi. Nói chung là mình chia sẻ ngắn thôi, những kinh nghiệm mình biết thôi. Còn thời gian tới thì mình sẽ tập trung về hoa Tết ha. Các bạn quan tâm thì các bạn đăng ký kênh của mình, cũng như có câu hỏi gì thì cứ bình luận bên dưới phần video, thì mình sẽ cố gắng mình rep video cho các bạn nha. Rồi mình cũng xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình.